chưa, lại bơi đi, lại bơi chưa, lại bơi đi, yeah. Lại bơi đi. Là ngày buồn hay vui, ngày nắng đôi hay mưa rộng, sớm cho đôi anh em còn có nhau. Mặc kệ màn đêm đen khi khó khăn hay huy hoàng, bốn phương trời đâu chẳng có chỗ cho anh em mình. Là ngày buồn hay vui, ngày nắng đôi hay mưa rộng, có sao đâu anh em còn có nhau. Mặc kệ màn đêm đen khi khó khăn hay huy hoàng, bốn phương trời đâu chẳng có chỗ cho anh em mình. Một đêm Galaxy S22 Series camera mắt thần bóng đêm chụp hết mình, sợ gì thử thách đêm. Chúng ta sẽ tới một cái nơi mà mình đã từng tới rồi, đó là trường quốc học Huế. Wow, ba chụp mặt cạnh ảnh đi, là một kẻ học sinh rất là xuất sắc, ấn tượng của nhà trường ạ. Và một cô đang tin học ở đấy ạ. Những năm đầu của thế kỷ 20. Ngày xưa đấy em ăn học đàng hoàng, giờ em cũng làm giáo viên rồi đó. Anh dạy môn gì anh? Anh dạy môn gì anh? Gì? Anh Thế Dung. Vậy toán lý quá. Trời ơi, rồi tới công chuyện nữa rồi. Tới công chuyện rồi. Đi học rồi. Chúng ta đi học vẽ thư pháp. Này chắc là sĩ tử. Xin chào các bạn. Sáng nay chuyến tham quan trường Quốc học Huế của các bạn như thế nào? Đây là lần đầu tiên mà em bước vô cái ngôi trường này. Và em thấy nói chung là kiến thức nó tràn lan ở trong không khí. Em thì đã được vuốt chuông. Để thêm kiến thức cho đầu em. Từ ngày đụng vào chuông em thấy trí tuệ em được mở mang rất là nhiều thứ. Có cần đố một câu không ạ? Không ạ. Cô giáo sinh năm 1997, mà ngày xưa mẹ của em cũng ao ước em là một giáo viên. Nếu mà em tự vô đây em thấy cô giáo còn nhỏ tuổi hơn em rất là nhiều, nhưng mà già đã dạy được lớp 11 và 12. Em chạy chạnh lòng một xíu. Nếu ngày xưa em có ăn học đàng hoàng thì bây giờ em cũng làm vui cho mẹ em. Em cũng được làm giáo viên rồi. Không, lúc trước em cũng dạy mà. Em cũng dạy, nhưng mà em dạy xong rồi phụ huynh người ta bán vốn. Ta nói thầy ơi, ra tôi nói chuyện với thầy nè. Thầy ơi, bài toán này thầy dạy sai rồi. Để từ đó em không muốn làm giáo viên nữa. Em thấy người ta làm được em buồn lắm. Thế ngày hôm nay chắc là tụi mình sẽ phải thi cử gì đó. Dạ, đúng rồi. Giấy bút rồi quá trời. Vì các bạn đã đến trường Quốc học Huế, nên chương trình đã tổ chức một trò chơi nhỏ dành cho các bạn có tên là Trí khôn của ta đây. Trí khôn của ta đây. Làm gì có mà chơi. Tám nghệ sĩ sẽ cùng tham gia phần thi. Sau mỗi câu hỏi của chương trình, các bạn sẽ viết câu trả lời vào giấy. Nội dung câu hỏi sẽ liên quan đến các lĩnh vực lịch sử, địa lý, âm nhạc, thơ ca, toán học và cả những câu đố mẹo. Sau mỗi câu hỏi, ai trả lời sai sẽ bị loại ngay lập tức và phải ra quỳ gối đợi những người khác thi tiếp. Trời ơi. Thế nào? Hôm qua thì phạt đánh hèo, hôm nay là quỳ gối. Lát nữa có thèo trưởng ra bắt chép phạt. Chúng ta có tất cả 15 câu hỏi. Nếu kết thúc câu số 15 còn ít nhất một người trên sân thì các bạn giành thêm được một kim bài của chương trình. Còn nếu không hoàn thành được 15 câu hỏi thì các bạn thua cuộc. Trời ơi, mực này luôn chứ. Mực này có bị lem không ta? Câu hỏi đầu tiên. Bánh gì miễn cưỡng? Hả? Cái gì? Bánh gì vậy? Bánh gì anh em? Bánh gì miễn cưỡng? Gợi ý đi ạ. À. Nè, bánh gì mà tù lù, bánh ú đúng không? Dạ. Đó, tương tự vậy. Bánh ú.
Bánh gai, bánh gài. Minh. Bánh gì? Ảnh sai rồi thì mới cặp dê anh sai nha. Bánh gì anh? 5 Chưa 4 Cái gì chưa? 3 Anh Huy, bánh gì? 2 1 Hết giờ. Bánh gì anh Huy? Giang. Bánh ép. Chính xác. Bánh trời gì? Ủa bánh ép. Ủa bánh ép là bánh gì? Đúng rồi, bánh rán là miễn cưỡng. Tán cũng đâu ai muốn đâu là miễn cưỡng rồi. Đáp án của em là bánh rán. Rồi, quỳ gối. Bánh tét. Rồi, quỳ gối luôn. Đề trắng. Quỳ gối luôn. Bánh hạch. Ta nói dở như hạch đó. Trời ơi. Em là bánh bắt. Bắt em. Bắt em. Bánh rán chị, rán á, cua. Đúng rồi. Rán á. Không, rán kia là có ghê. Không rán được. Bánh đập ạ. Đập là miễn cưỡng ạ. Đập vô ạ. Đập vô thì là miễn cưỡng. Ủa câu đầu tiên bị loại mọi người. Ủa bánh ép bánh gì vậy? Bánh ép là một loại bánh của Huế. Người ta bỏ trong cái khuôn người ta ép lại xong người ta nướng lên cho người mở ra ăn á. Trời, mấy đứa bỏ anh một mình sao? Câu hỏi thứ hai. Thôi rồi, thứ hai là anh Giang đi rồi đó. Bông cải trắng và bông cải xanh, bông cải nào có chứa hàm lượng vitamin C nhiều hơn? Cải trắng. Cải xanh. Trắng. Cải trắng. Trắng trắng. Trắng trắng. Cải trắng. Cải trắng. Cải trắng. Cải trắng. Sai. Xin mời ra quỳ gói luôn. Tôi nói rồi. Câu thứ hai là đi rồi. Ủa? Rồi. À, cải xanh rồi. Khoan. Cải trắng là cải gì? Tại vì cải trắng có đôi chân. Tôi có bị lộn không? Đúng là bông cải xanh. Đã nói là bông cải xanh rồi. Bông cải xanh người ta giá trị nhất. Tôi nhớ trắng ta. Rớt hết lớp. Sĩ tử gì kỳ vậy? Mới có 2 câu rớt hết lớp. Đúng mình học ngu điều luôn á. Anh nhớ trắng. Tỷ phần thể hiện của các bạn quá tệ. Nên bây giờ chương trình quyết định dành cho tất cả các bạn thêm một cơ hội và quay trở lại thi tiếp. Cô ơi, cô cho một câu nào mà lấy danh dự đi, 1+1 bằng mấy cũng được, để đường câu đã. Làm thơ hay gì đi cô. Ok, câu hỏi như sau. 1+2+3+4+5+6+7+8+9 bằng bao nhiêu? Bắt rồi. Đầu. Một. 1+2 = 3 3 9. Trời ơi chết rồi, 9 + 4 = 13 13+5 = 18 13+5 = 18 18+6 = 24 37 2 1 46 Các bạn lên. Anh tính kỹ lắm. Nghe anh này, đỉnh. Em coi phim là em biết anh tính đỉnh giỏi rồi. Có ai sai không ạ? Không ạ. Rồi các bạn rất đỉnh, riêng Tuấn quỳ gối. Đỉnh, riêng Tuấn quỳ gối. Trời ơi. Bỏ một. Bỏ mình đỉnh chạy lắm mà. Ủa? Kiều Minh Tuấn đứng ra 54. Trời ơi, sao mày dở vậy? Nhỏ không học lớn lên là Kiều Minh Tuấn đó. Ủa? Cái câu dễ vậy mà cũng biết. Trời ơi, cái câu dễ vậy mà cũng biết. Kỳ ta, nhớ là nó đếm lộn không đó nha. Câu hỏi tiếp theo thuộc lĩnh vực văn học. Trời ơi, một bụng. Vì sao tóc của Xuân Tóc Đỏ trong tác phẩm Số Đỏ của nhà văn Vũ Trọng Phụng lại có màu đỏ? 5 4 3 2 1 Đáp án. Vậy theo em nhớ là Xuân Tóc Đỏ là cái tên thôi chứ không có tóc không có đỏ. Bậy, vì tác giả sáng tác vậy.
là do móc like. Không phải là do nắng mà là do nhuộm hả? Do cháy nắng. Nhuộm. 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 Tất cả hãy về đây quỳ với ta. Tất cả hãy về đây quỳ với ta. Rồi, tất cả ra quỳ gối. Trừ Liên Bình Thế. Đáp án đúng là cháy nắng. Nhuộm, em nhuộm. Nhuộm hả? Có một câu trích đoạn như sau: tóc hắn đỏ như lông gà vì phơi nắng, trèo me trèo xấu nên người ta gọi là Xuân Tóc Đỏ. Ừ. Sĩ tử Liên Bình Thế lưu ý, đây là câu hỏi có hình ảnh. Sao á, em bị cận. Bánh cam. Bánh cam. Đây là măng cục. Bánh bò. Rồi, bánh gì á? Khác ơi, bánh ram trần. Bánh ram trần. Bánh gì á? Cam trần. Cam trần thì ra đây. Rồi ra đây cam chịu em ơi. Cam trần. Cam trần. Bánh bao, đó là bánh bao em ơi. Điên quá. Bánh nhân cơm. Một. Thôi, ra đi con, ra đi con. Đi ra. Ra đây. Ra bánh ít ram con, ra đây. Bánh nó bánh ít ram. Rồi, ra gia nhập đội quỳ. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái mini game để tạo cơ hội cho các bạn trở lại trường thi. Ví dụ như tôi chỉ tay nè, 3, 2, 1. Tôi chỉ hướng nào, các bạn phải nhìn ngược lại thì các bạn được trở lại trường thi. Trời ơi. Nếu các bạn nhìn cùng hướng tay của tôi là các bạn quỳ gối tiếp. Okay. Okay. Bây giờ là cái này là phần thi cá nhân nha. 3, 2, 1. Vô, 1, 2, 3. Rồi, hiếu lại, quỳ tiếp. Hiếu. Trời ơi là trời. 1, 2, 3. Rồi, ra quỳ luôn. Bị liều. Từ từ nha, từ từ nha. Từ từ. Có kinh nghiệm rồi. Bị liều. Từ từ nha, từ từ nha. Từ từ. Có kinh nghiệm rồi. Từ. 1, 2, 3. Ủa, 1, 2, 3. Ủa, 1, 2, 3. Ủa, 1, 2, 3. Ủa, 1, 2, 3. Chị, từ từ, chị. Phải, phải, phải. Rồi. Phải. Rồi. Phải. Rồi, đi vô. Giang. Phải, 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 phải. Đeo kính vô để khỏi bị nhìn. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Đúng rồi, đúng rồi. Dưới đây, dưới đây, dưới đây. Ba sĩ tử này quỳ bên đây. Để đừng nghe bạn. Câu hỏi tiếp theo thuộc lĩnh vực thể thao. Cầu thủ nào ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu với chung kết Thái Lan giúp U23 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 31. Rồi, cái gì á? Dễ nha em. Bắt đầu. Ai vậy? SEA Games mấy? SEA Games mấy? Mới đây nè. Đâu thể thao có bây giờ coi đâu. Thiệt tình á, chỉ có mẹ coi thôi. Giờ nó gọi mẹ là hay rồi. Mời đáp án. Người này trùng với lại nghệ sĩ hài à, Minh Dũng. Nghe Mạnh Dũng. Trời ơi. Người ta đã như vậy rồi mà còn Minh cái gì? Minh Dũng, rồi mời ra quỳ gối. Trời ơi. Anh không biết thì anh đi ghi chữ Dũng thôi được rồi. Minh Dũng là Trịnh Minh Dũng không chịu. Chữ Dũng. Trùng đáp án à. Rồi, bốn thí sinh ở lại tiếp theo. Câu hỏi như sau. Đây là địa danh nào ở Huế? Khoan, dòm dòm gần xíu được không? Khoan cho dòm dòm chi tiết sao á. Em bị cận. Rồi, cho bốn sĩ tử lại gần luôn. Dạ. Lăng, 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 lăng nha. Lăng mộ nhưng mà không biết là lăng mộ. Đúng không? Lăng mộ đúng không? Lăng của vua Khải Định. Khải Định nha. Nhỏ không học lớn lên thành. Triều Minh Cẩn. Năm, bốn, ba, hai, một. Ngô Kiến Huy lăng Khải Định, Sông Luân lăng Khải Định, Rít Phan lăng Khải Định, Trường Giang. Các bạn thấy binh lính thì phải biết ở đâu có binh lính nhiều, đó chính là chùa Thiên Mụ. Rồi, mời Trường Giang ra quỳ gối. À, câu hỏi tiếp theo thuộc về lĩnh vực âm nhạc. Đó, âm nhạc đó. Âm nhạc, ca sĩ không? Em bây giờ làm doanh nhân rồi ạ. Em chuyển qua làm diễn viên lâu nay. Trong MV Chúng Ta Của Hiện Tại của ca sĩ Sơn Tùng MTP, bối cảnh đầu tiên được quay tại địa danh nổi tiếng nào của Huế? MV đó ai coi rồi? Em chưa coi. Anh chưa coi. 5, 4, 3, 2, 1. Trường học, cái đó là trường học nha. Chính ở đây ạ. À. Chính dạ, ở đây ạ. À. Ở đây. Right here. Ở đây. Right here. Các bạn đều đồng ý ở đây đúng không? Ở đây. Right here.
Ngô Kiến Huy và Song Luân ở lại. Mặc dù Rip Van khẳng định là ở đây, nhưng mà ghi là Đại học Huế ở đây, không phải là Đại học Huế, ở đây là Quốc học Huế. Quốc học ra quỳ gối. Trời ơi, ở đây là Quốc học Huế. Quốc học ra quỳ gối. Trời ơi, trời ơi. Đường ơi, ơi anh em nương tựa cho luôn ơi. Em nương tựa nhau ạ. Các bạn thích kiến thức quốc tế hay là kiến thức khoa học tự nhiên? Quốc tế. Quốc tế đi ạ. Rồi quốc tế nha. Thôi tùy ạ. Câu hỏi tiếp theo, tên gọi của thủ đô Canada. Montreal. Bam, Montreal. Ottawa. Ottawa hả? Ottawa. Ottawa. Đánh vần lại, đánh vần lại. Ottawa. Rồi, xin lỗi, hai sĩ tử ra quỳ gối luôn. Ra quỳ gối luôn. Đi ra đi à, không bị chém đầu đi à. Sĩ tử gì mà nghe được quá. Hai chữ T đó mà chú nhìn. Ottawa. Đúng rồi. Ottawa, phải Ottawa. Tặng mình phong thư. Học tài thi phận, hôm nay xui thôi, ngày mai xui tiếp. Hay quá. Như vậy là các bạn đã không hoàn thành được thử thách ở Quốc học Huế và cũng không nhận được kim bài. Nhưng các bạn vẫn có một phần thưởng đặc biệt. Các bạn có đoán được đó là gì không? Không biết, không biết gì luôn. Ủa? Kem đến rồi, mình ăn kem nha. Không có tiền, không có. Xin mời các bạn di chuyển qua khu vực phần thưởng. Ăn kem. Mặc dù chúng ta thi không tốt nhưng mà... Quá giờ đó mình dễ bùa vậy chú đây nè. Ê, ngon nhất chính là cappuccino mọi người. Đúng vậy. Tin anh đi, cappuccino là ngon nhất. Xoài cũng ngon. Xoài ngon, em thích xoài. Anh đã ăn cái này nhiều cappuccino nè. Nhiều ngày tháng qua rồi. Rồi lý, cappuccino là ngon nhất. Wow. Má quá. Má. Galaxy S22 Series, camera mắt thần bóng đêm, chụp hết mình, sợ gì thử thách đêm. Tôi cảm thấy là ban biên tập đánh giá quá cao chúng tôi khi đặt những câu hỏi như thế này. Tôi thấy là không tương xứng với trí óc của tôi. Đúng, và tôi thấy là nhỏ không học lớn lên thành. Kiều Bảo Lâm. Nhỏ không học lớn lên thành. Lê Dương Bảo Lâm. Đáng là phải hỏi những câu hỏi nó thông minh hơn. Ví dụ như là chúng ta đang ở đâu. Chúng ta đang ở đâu. Thông minh. Thông minh. Như vậy ban biên tập này lỗi tụi em. Giận. Giận. Ốp mái ngủ. Nhưng mà em thấy có một cái là cái bánh mà bánh khiên ép. Cưỡng đó. Bánh đó rồi. Bên đó ép được thì bên em ráng cũng phải cho chứ, tại đúng vì ráng nó cũng cưỡng nói mà. Nói chung là giải đúng thích rồi. Được. Tại nó mèo mà. Bánh ráng là bánh gì cố gắng thì gọi là bánh ráng. Thật sự ra nó sai về cái âm. À âm đúng rồi. Hôm nay đội mình cũng chưa có kim bài nào mới. Thất bại 3 trò chơi liên tiếp rồi đó. Thì đó, giờ mình miss 3 cái rồi đó, giờ mình chỉ có 3 cái thôi. Nhắc mới nhớ chúng ta có 2 con voi, 2 con voi điên. Đáng là nếu mà cái đoạn đó mà nó nhường mình là mình đã thắng rồi. Đúng rồi, cuối cùng chung đội. Mình là mình đã thắng rồi. Đúng rồi, cuối cùng chung đội. Không, phải chơi hết mình chứ. Nhưng mà không có lo lót cái xíu mà nha. Không phải, chơi hết mình nhưng mà không hiểu. Không hiểu. Không hiểu anh em. Đúng là quá. Voi no háo đá. Hay ra dễ quá. Cái chỗ sắp tới nó tên là gì? Có mỗi chữ là Làng Sình thôi. Làng Sình Huế. Làng Sình Huế hả? Đường Vô Sử Huệ quánh quánh. Nón sánh nước biệt. Nón sánh nước biệt. Chữ Tranh Hòa Đồ. Thưởng Én Bánh Cùng Bụng Bố. Sờ Xuống Nha Hồ. Sờ Phả Tam Giang. Làng Sình nghiên cứu Làng Sình đi. Làng Sình có cái để nói. Đúng rồi, có thông tin đi tới đâu mình phải biết. Ra Tranh Làng Sình. Đây, từ trung tâm thành phố Huế xuôi theo dòng sông Hương khoảng 9 cây số, ôm trọn 7 ngôi làng với thế đắc địa trù phú. Làng Lại Ân
Ngày nay làng Lại Ân có tên nôm là Sần, còn được biết đến như một làng văn vật của đất cố đô, nơi còn lưu giữ nghề làm tranh cổ truyền và một hội vật nổi tiếng. Hãy xuống dưới mình dễ chăm ta. Cứ dễ chăm thôi là thì dễ chăm. Bằng Sinh, bằng Sinh. Chúng ta đã tới rồi mọi người ơi. Đi nào. Đi. Đi thôi. Wow. 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 Amazing. Good night nha. Khoan, điểm danh coi. 1 2 2 Trùng số rồi. Trùng số rồi. 4 rồi đó. 5 6 7 8 9 10 Ủa? Ủa sao sao lòi ra chín lại đi anh em. Chín lại đây. 1 2 2 Nữa dạ. Em uống rồi, em uống rồi. 1 2 3 4 5 6 7 8 Chơi gì vậy? 8 hết. 8 Kệm sao mà anh lòi nó chín đủ. Đủ. Cái làng là gì nè? Ê, có trái đủ chín kìa. Ôi đu đủ con chào cô à. Dạ. Ôi cô ơi, trái đu đủ nhà mình xanh thế nhỉ. Sao chị không hái đi cô? Đu đủ chín là sao cô không hái đi? Trời, trong đây mát rượi luôn, nhìn mát rượi luôn ha. Quá ha. Nhà con mát quá ha. Có dạ. Nhà đam kìa, đắp mặt. Chào cô, con đi à. Tưởng sách cây không? Trời ơi. Trời ơi, anh bắp luôn kìa. Sao à, sao à? Sao à? Quá trời. Rồi, xong rồi. Vào thôi. Chết rồi, anh bạn. Quá trời quá đất. Nhưng làng anh. Ai bên đợi tôi? Ai đợi dưới ăn qua? Đợi đi. Yeah. Rồi, đông quá. Đông quá đi trời. Chào bà con, chào bà con. Chào bà con, chào bà con. Chào mừng các thành viên của Hai Ngày Một Đêm đến với làng Sinh. Ở làng Sinh khi kia đời chủ Nguyễn Phúc Chu thì có những bãi tập luyện binh võ thuật, và sau khi đến Nguyễn Hoàng lên ngôi để lại cho làng Sinh một cái lễ hội riêng sống và duy trì cho đến ngày nay. Làng Sinh vẫn duy trì lễ hội vật truyền thống vào ngày mùng 10 tháng Giêng hàng năm âm lịch. Xin lỗi. Dạ, tụi con cảm ơn bác. Bây giờ xin mời các bạn về cùng một phía. Ủa? Và bây giờ sẽ có 8 chàng trai làng Sinh ra tiếp chiêu các bạn. 8 chàng trai làng Sinh ra tiếp chiêu các bạn. Rồi, 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 rồi. Tám nghệ sĩ sẽ tham gia đấu vật với 8 chàng trai làng Sinh. Các bạn sẽ tự chọn đối thủ cho mình. Họ là những đồ vật truyền thống. Chúng ta sẽ thi đấu theo cặp. Đội nào thắng nhiều trận hơn thì sẽ thắng chung cuộc. Luật đấu vật sẽ theo thể thức truyền thống. Ai lắm lưng trắng bụng trước thì thua. Và quyết định thắng hay thua là do trọng tài chuyên nghiệp. Bây giờ chúng ta sẽ có một trận đấu minh họa để rõ hơn về luật thi đấu. Nhẹ nhàng thôi nha. Bãi làng, bãi làng. Wow. Wow.
rồi. Cái này phải có thế biết chơi chứ còn buồn. Phải đi cắt hoa phơ quá. Búng lên như con cá luôn á. Rồi đâu rồi? Ủa gãy chân hả? Đổi đi cái chân sợ quá. Lòng ta lắm lưng rắn bụng. Rửa ra là thua. Rửa là thua. Đau chân đau lắm á. Cố lên anh ơi, cố lên anh ơi. Trời ơi. Hết nổi rồi kìa. Gối á. Em đáo luôn hả? Hả? Em đáo đầu tiên luôn hả? Đầu tiên luôn, cho nó khỏe. Người tham gia thi đấu đầu tiên là nghệ sĩ Trường Giang. Mời chỗ này, mời chỗ này. Rồi, ok, rồi cảm ơn. Rồi bây giờ mình ra ngoài thi đấu. Woo!
lên một cú đấy nghe, quyết lên một lần nữa thôi này. Thấy cái móc mà. Thấy cái móc mà. Cú đấy là cú một này, cú đấy là thôi này. Chưa nhìn lưng hòn, nhìn lưng 1-0 cho Làng Sình. Trận đấu tiếp theo là Chris Phan. Điết nè, điết nè. Cố lên em ơi. Là trao đây. Giơ tay lên, giơ tay lên. Giơ tay lên. Giơ tay lên. Tuy thường. Nào, quay luôn, quay luôn. Con chân chân dài. Con chân chân dài. Con kéo lại như thế, nó chưa được thế. Con kéo nó không được bán. Hay quá. Chắc bận lên rồi. Nằm ngửa đi. Hai bên. Hai tay. Chú cho được bằng được. Anh ơi,
2-0 cho Làng Sinh. Tiếp theo xin mời đô vật Song Luân. Vô trong đó ra ngoài á. Ra ngoài ngoài gạch này là dừng luôn ha. Khi mà mình vội vai là đừng dài nha. Chưa chưa. Vật lại. Được. Tiếp tục. Cổ vũ với hành trình Tiếp tục. Đội 2 ngày 1 đêm đã có tỷ số đầu tiên 2-1. Chọn ai? Chọn ổn mà, chọn ổn nhất phải không? Chọn ổn nhất. Yeah.
rất thân thường nhỏ. Mệt nha. Không được đi mệt đâu. Nắm quay. Tay mà nắm quay. Ghê, tôi nói mày gì?
Dương Lâm chiến thắng, tỷ số là 2-2. Tiếp theo là Kiều Minh Tuấn. Tỷ số 3-2 nghiêng về Lan Sinh. Tiếp theo vào sân là Hiếu thứ hai. Tỷ số 4-2 nghiêng về Làng Sình. Chiến thắng, tỷ số là 4-3 nghiêng về đội Lan Sinh.
Hả? Đảo chân hả? Bá đây thương hả? Hãy đau đây, hãy đau đây, hãy đau đây. Kính thưa giật mình à. Kính thưa quý vị quan khách, kính thưa các anh chị em trong hội đồng nghệ thuật. Anh hay ra dẻ quá. Nói chuyện bình thường mà anh chết à. Sau khi chúng ta đã trải qua một ngày mệt nhọc tới thời điểm này, buổi sáng thì chúng ta học không thành công lắm. Thì buổi trưa đã dùng sức cũng không thành công. Cũng được đi. Xém thành công rồi. Chúng ta cũng đã có một cái bàn danh sách là tuyên dương các anh chị nghệ sĩ đã làm rạng danh Hai Ngày Một Đêm. Xin giới thiệu vỗ tay đồng nhiệt cho ca sĩ Ngô Kiến Huy. Vỗ tay đồng nhiệt cho Song Luân. Song Luân. Vỗ tay đồng nhiệt cho Lê Dương Bảo Lâm. Lê Dương Bảo Lâm. Và chúng tôi đã hội ý với hàng trăm phiếu bầu của khán giả hâm mộ chúng tôi nhiệt liệt phê bình anh Hiếu Thứ Hai. Dạ đúng rồi. Xuống xe, xuống xe. Đặt tạm cho cố vô. Bài đặt. Tướng ngon lành mà không hiểu lượt. 8 người chơi xong ủa chơi mấy 4-5 người em chưa hiểu lượt trời mà ơi. Mà mang tiếng là chùm bưng bê nữa. Nhu nhược. Và chúng tôi cũng tha thiết phê bình cũng là tà rồi nhảy hàng rào rồi các kiểu. Đúng, ai cũng có sự chống cự mãnh liệt. Đúng rồi, đó là anh Liên Mạnh Phát. Sao thua là ba đó nè. Trời ơi, quá thua chứ. Hay quá. Lan Sinh chiến thắng với tỷ số cuối cùng là 5-3. Xin chúc mừng Lan Sinh. Cái tướng tá như vậy, body sáu múi như vậy, nhưng tôi biết trong sâu thẳm phát không muốn thắng. Vì cái bạn đó là lúc mà bạn bị chấn thương cái chân, với lại bạn đó là cách đây một tháng là bị gãy chân mới lành. Phát biết rồi đó nên phát fair play. Phát nói là fair play. Tuyên dương, tuyên dương. Hôm nay phải cho một tràng pháo tay để tuyên dương anh Giang. Anh Giang nha. Anh Giang quá hay. Quá ghê, quá ghê. Không nghĩ là anh Giang trụ lâu như vậy luôn á. Mà ai cũng chơi đàng hoàng quân tử hết. Nhưng mà cái cặp mà gọi là nhỏ nhỏ to mà nó cách biệt nhất là cụ Lâm đúng không? Lâm thì quá bự ha, cái cậu kia thì hơi roi roi. Không mà cái cậu đó là khỏe, sợ Lâm luôn. Khỏe lắm. Sợ không? Trời ơi. Cái người giật tặng đá. Anh có hổ quyền mà ra là anh giật mặt hổ quyền liền. Anh mặc anh cọc quá. Anh mặc anh cọc quá. Ra nó mặt anh cọc lắm. Ra là cái cậu đó đáng lẽ thắng Lâm mà lúc mà Lâm nha hàm răng sợ quá. Sợ quá bỏ chạy luôn. Thua cho rồi. Ờ vậy thôi. Sợ bị cạp á. Thấy chưa? Một lối đi, hai bên trồng súng, thanh mát. Có ao sen, ao súng đẹp quá nè. Người thành công luôn có lối đi riêng. Ủa? Tô anh bây giờ. Đây là ủa? Nhà rườn Huế cho mọi người. Ủa? Nhà rườn sao anh nhé? Đó, những kiến thức này là phải hỏi Liên Bình Phát. Wow! Phát, thiếu viên lịch. Theo như những gì em được biết, nhà rườn là một loại nhà cổ, một cái nét văn hóa rất là độc đáo của Huế cũng như là của Việt Nam nói chung. Và chúng ta quan sát thấy là nhà rườn trong cái kết cấu cấu trúc của căn nhà này là không có kim loại. Ủa? Hoàn toàn bằng gỗ. À vậy là khớp với nhau hay sao anh? Đúng rồi, tất cả các mấu chốt nó gọi là cái gì ta? Cái mộng. Cái mộng hả? Làm mộng á. Là phải tỷ lệ làm sao á để trải qua biết bao nhiêu thời gian á
nó không vững bình vững bể mộng hư 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 hao đó mới hay á. Nhà mà trồng mấy ao sen vậy là mát lắm luôn á. Ôi khoan cả nhà ơi, bữa cho bạn ăn chúng ta phải như thế nào? Vệ sinh sạch sẽ. Lifebuoy ạ. Nào Lifebuoy, Lifebuoy. À mình sẽ ăn đặc sản Huế nè mọi người. Trước mặt các bạn là những món ăn truyền thống của Huế. Chương trình rất cảm kích vì những nỗ lực của các bạn trong trận đấu vật vừa rồi, nên chúng tôi quyết định tất cả các bạn đều sẽ được dùng bữa cùng nhau. Không. Bây giờ ai đủ răng thì ăn. Đồng ý, em đồng ý nha. Anh sao này ra nhẹ quá. Mà coi chừng ăn rớt thêm cái nữa nha. Tội nghiệp ghê. Dạ, mời mọi người. Mời cả nhà nha. Xin mời ạ, xin mời ạ. Dạ, vâng ạ. Ôi trời ơi. Em ăn tím. Em ăn chưa ạ? Đây, đây, đây. Có em. Nước muốn. Này là bánh nậm đó mọi người. Ê, nước mắm này ngon nha. Mắm ngon, cái nha. Ê, cái này mà chỉ hâm nóng lên nữa là đỉnh nha. Nó còn nóng mà. Mấy đứa dạo này ít đi đóng phim rồi. Nếu không đi làm sao á. Giá như mình có những đi chợ đá hay mấy nhỉ? Hết người đường hiếu rồi, đổ bể nè, đổ bể nè. Sao mà đổ bể được anh? Em bưng phở chuyên nghiệp 4 năm trước. Ok, giúp. Một tay thôi, đó, rồi. Anh ơi! Hiếu ơi, Hiếu! Hiếu, hai nước lắm mà Hiếu! Cho anh xin ly đi Hiếu! Lấy! Không sao, anh yên tâm! Anh yên tâm! Mời anh Dương Lâm nha! Quá! Lập không? Rồi! Uống vô cái chỗ cái răng bị rớt mọi người! Mà cái đó là cái cồn răng rất nhỏ sau khi mài á, cái nướu lòi ra nữa, lạnh! Ủa, rồi có bún bò không Tê? Có bún bò mà anh mang ra, anh đang hâm lại ra nha. Anh ơi, có thể nào cho em một vài tô bún bò, cụ thể là 8 tô à? Thôi, để em chạy vô em coi. Để em vô. Mời anh Giang. Bưng ra đi rồi em cầm bưng cái nồi nước ra cho. Hết nước. Còn đũa không anh, cho em xin đôi đũa mới đi. Dạ thôi được rồi, em không lau quần áo ra mà. Rồi xong. Tự do, tự lo. Nè, tô con Hiếu đi nè, Hiếu. Đủ rồi. Nè, đủ. Đây, Hiếu. Hay là mình đi trước để bố bạn ở lại. Em cũng nghĩ như vậy ạ. Đi. Dạ, để thôi. À, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tạm biệt mọi người. Tạm biệt mọi người nhé. Ngon ha. Ngon. Hết luôn ha. Hết luôn. Giỏi quá trời, anh em quá tuyệt vời. Đi hết rồi hả? Không
người này bỏ tôi đi hả? Quay. Omomatic Combo xoay bay vết bẩn lưu hương bền lâu. Địa điểm tiếp theo của chúng ta là vườn quốc gia Bạch Mã. Không biết mọi người có biết tên gọi Bạch Mã bắt nguồn từ đâu không? Bạch Mã hả? Mã là gì? Bạch là gì? Phân tích từ từ. Đúng, Bạch là trắng, Mã là ngựa. Trắng, Mã là ngựa. Ngày xưa khi mà đất trời còn sự cai quản giữa Bạch Cúc Tinh và Bạch Xà, Bạch Cúc Tinh và Bạch Xà thì lúc đó cái sự giao thoa đấu tranh giành địa bàn với nhau, thì một hôm Bạch Cúc Tinh mới dùng hết phép thuật của mình để có thể thu phục được Bạch Xà. Bạch Xà lúc đó yếu thế hơn vì thanh xà đi bắn. Đúng, cho nên khi mà Bạch Cúc Tinh dí Bạch Xà vào một cái đoạn đường gọi là vất vả quá, do không có chân, Bạch Xà chạy không lợi. Không có chân mới đỡ hơn chứ. Không, đó là chạy nhanh lắm nhưng mà không có chân. Không có chân, đua không lại. Đúng rồi, tự nhiên lúc đó xuất hiện một chú ngựa. Bạch Xà mới leo lên lưng của chú ngựa đó và chạy ọt vô rừng. Chạy nước đại và phóng ọt vô rừng. Kể từ đó Bạch Cúc Tinh tức giận vì gọi là có một người hớt tay trên, nên gọi điện nhờ Sơn Tinh đúng không? Tự nhiên đưa vô cái Sơn Tinh cái bị bí câu chuyện. Hay vậy quá, tội nghiệp nhỏ. Mời Quy tiếp tục câu chuyện. Ô, có một sự kiện đó nha mọi người, em mới chợt nhớ ra là ngày xưa là có một cái khu vực Bạch Mã này là một cái căn, một vị trí chiến lược vô cùng quan trọng luôn. Quân sự hả? Về quân sự nó rất là quan trọng bởi vì nó nắm giữ vị thế trên cao. Nhưng mà trên đây á thì nó có thể là dựng rất là nhiều những căn biệt thự của Pháp, kiểu kiến trúc Pháp. Nên vua Bảo Đại ngày xưa đã có rất nhiều biệt thự những nơi như là Đà Lạt rồi Võ Lộc rồi các kiểu, Vũng Tàu nữa. Đúng rồi, nhưng vẫn muốn mua một căn ở ngay cái đồ Bạch Mã này, nhưng ông ấy chưa từng đặt chân tới đây. Tại sao? Người Pháp không cho hả? Không phải, bận. Cuối cùng là có sao có tên Bạch Mã. Bạch Mã có một cái thông tin nữa mà mình phải tới tận nơi mình mới được khám phá cái điều này. Bây giờ các bạn biết tại sao nó có tên Bạch Mã thì hãy cùng với chúng tôi chinh phục Bạch Mã để hiểu tại sao có tên này. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình 2 ngày 1 đêm. Tự do, xe. Kính chào quý khách. Chúng tôi bảo vệ rừng Bạch Mã. Say, đây là vườn quốc gia Bạch Mã. Wow. Wow. Ủa cô ba, cô đi trồng lúa ở đâu vậy? Ra nông trường tôi ra biên giới. Biên giới hả? Chào mừng các bạn đến với vườn quốc gia Bạch Mã, điểm đến cuối cùng trong cuộc đua di sản tại Huế. Vườn quốc gia Bạch Mã chúng ta có hơn 37.500 hecta, là một trong 30 khu bảo tồn động thực vật phong phú nhất cả nước. Để cho các bạn có thêm nhiều thông tin về vườn quốc gia Bạch Mã, xin mời các bạn cùng gặp gỡ anh Trương Cảm, cán bộ của vườn quốc gia Bạch Mã. Chào tất cả các thành viên trong đoàn với chương trình 2 ngày 1 đêm. Thì vườn quốc gia Bạch Mã được thành lập vào năm 1991 là mới đấy, và hiện bây giờ là tổng diện tích là 37.487 hecta, mà nó trải rộng là cả tỉnh Quảng Nam và thừa Thiên Huế. Đây, số loài về thực vật là trên 2.400 loài, và về động vật là trên 1.700 loài, là sâu la này, gà lôi này, trĩ sao này, là vọc ngũ sắc, đó là những loài nằm trong sạch đỏ. Hiện bây giờ thì tần suất của loài này là gặp ở Bạch Mã rất nhiều. Cái tên Bạch Mã thì ra đời từ đâu ạ? Cái Bạch Mã rất nhiều cái câu chuyện, nhưng câu chuyện để hấp dẫn và cái này có thể làm hình dung ra thôi. Ngày xưa thì có ba ông tiên. Mình xuống ngay trên đỉnh Bạch Mã, tức đi với ngựa á, xuống bắt đầu mình chơi cờ ở đó. Thì cùng ngựa nó đi ăn á, rồi vào chơi, lại không ngờ cảnh đẹp quá, cuối cùng đi bỏ quên ba ông tiên. Khi trở lui lại thì ông tiên thấy lâu ông đi rồi, ông bay lên trời rồi,
Cho nên ba con ngựa đó nó đi bằng lạc lại trở thành là gọi là bạch mã. Đấy. Cho nên bạch mã rất nhiều cái đám mây á, cái đám mây hình dạng như con ngựa. Mà đặc biệt khi buổi chiều nay mưa thì sáng mai lại là cái, những cái tảng đá hình dạng như con ngựa bốc hơi lên và gió nó thổi là như con ngựa trắng phi về phía trước gọi là bạch mã. Trước khi chính thức bắt đầu thử thách tại vườn quốc gia Bạch Mã, mời các bạn mỗi người chọn cho mình một cái thăm. Anh tặng cho em cái nào, lấy cái đó. Anh tặng đi. Rồi em lấy đi. Trồng cây. Trồng cây. Tưới nước. Sở dĩ vườn quốc gia Bạch Mã được chọn là một điểm đến trong cuộc đua di sản của chúng ta, bởi vì di sản quý giá nhất đối với con người chính là thiên nhiên, môi trường, cây xanh và các loài động thực vật. Đó là những di sản vô cùng quý báu mà chúng ta cần phải gìn giữ cho con cháu thế hệ mai sau. Vì vậy, đến với vườn quốc gia Bạch Mã lần này, đó chính là trồng rừng. Dưới sự hướng dẫn của anh Trương Cảm, các bạn sẽ di chuyển đến khu vực trồng rừng để thực hiện nhiệm vụ của mình. Không, mà thiệt là cơ hội cũng đi nhiều nơi, nhưng mà đa số là vì cái công việc để đến một cái rừng quốc gia mà có cơ hội trồng như vậy là nó rất là khó. Và chúng ta phải gọi là nắm bắt được cái cơ hội này và làm công việc thật tốt mà ban tổ chức muốn chúng ta làm. Và tất cả chỉ có trong một chương trình Hai Ngày Một Đêm Tự Do Tự Lo. Rồi, đây tao điện báo rồi nè anh. Đây, anh đừng phải quay lấy được đường điện 500 km không anh? Đúng, đường 500 đấy. Có xe nha, em bắt xe về trước cho mọi người vô đi. Ở đây nhiều lá hay làm món gỏi lá rồi nè anh em. Ui da, cái này cái gì anh? Cái này gọi là lá hòn. Lá hòn. Rất thơm, lá hòn. Đó, lá hòn. Ô, thơm. Thơm phức luôn á. Ừ. Lá hòn. Đây nè, đây còn một cái loài lạ mà gọi là bộ mẫu này. Lạ chi đây ha? Cái này gọi là cái bù tru. Bù tru. À, cái hậu chú em có cái này. Ờ, đúng rồi đó, đúng rồi đó. Đúng rồi. Cái hoa hàng thơm đó. Đúng, đúng, đúng rồi. Em biết cái này, em mời quăng lá. Dạ, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Ồ, này nhiều lắm. Cái hoa hàng nó với tuổi á. Dạ, mặt trời lặn là thơm. Thơm lắm. Mà cái nại, có gì dưới chân nha em ơi. Cái nại chỉ màu vàng. Đúng rồi, ăn được luôn. Ăn được, ăn đúng được. Đúng luôn, cái trái chín ăn được luôn. Đúng rồi. Dạ, đi xuống khỏe mà lát đi lên mới mệt đó nha. Một cái này mà đêm mưa. Ê, trời ơi. Một cái này mà đêm mưa. Ê, trời ơi. Có sao không anh? Sao em? Đeo bao tay vô đi anh. Đeo bao tay vô, có gì chống cái tay nó rỡ gì, bị gì. Có sao không? Thơm mưa. Quá rồi. Đeo bao tay vô anh Lâm. Chú bé đi tìm mẹ. Mẹ ơi. Đẹp lắm nha anh ơi. Wow. Tuyệt vời mặt trời. Wow, trời ơi. Quá đỉnh, quá đỉnh. Wow. Như vậy là chúng ta đã đến được cái nơi chúng ta cần phải đến. Dạ. Dạ. Lát mình trồng keo luôn anh hả? Không, lát mình trồng cái bắc địa. À. Cái này gọi là lim lạ thắm. À, lim lạ thắm. Cái keo là gọi là cây tràm đó mọi người. Dạ. Tức là đây là đất rừng sản xuất người ta sau khi ta thu hoạch rồi á. Giờ mình phải trồng để cho mình lấp đầy lại cái khoảng trống người ta để lại. Đúng rồi. Dạ. Thì mình trồng khoảng nhiêu cây anh? Trồng khoảng 100 cây. 100 cây. 100 cây. 100 cây. Wow. Mời anh. Rồi, xin mời tất cả các giống đâu em. À? Đây cái giống đây. Tụi em hào hứng trồng lắm rồi. Khi nghĩ về một đời người, tôi thường nghĩ về một rừng cây. Khi nghĩ về một rừng cây, tôi thường nghĩ về một đời người. Rồi, đi bước nước đi. Dạ. Nước ở đâu vậy chú? Những người trồng cây cầm sáng. Được phía trong này. Dạ. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng. Gian khổ sẽ dành phần ai. Đi lấy nước lại đi. Trời xuống nắng bây giờ. Ủa nước xuống thì ngon nha. Ừ, mình tắm không? Khi nghĩ về một rồi người. Chờ tôi thôi. Cắm cây trên này được không? Đúng rồi, đúng rồi. À, đây đúng không? Ok. Đây xuống. Đó. Xong rồi lắp đất lại. Rồi mình lắp đất lại. Qua đây. Để đây đi em. Nước tới, nước tới. Ở
đâu xong rồi ạ? Rồi nước đâu? Vô. Đập cây, một cây làm trắng nên không? Một cây làm trắng nên non. Đập rồi, đập rồi. Thêm. Ba cây chùm lại nên hòn núi cao. Thêm trồng cây luôn á. Vậy hả? Dính cái rễ, rồi. Rồi. Cho nó dựa vô. Ủa, mọi người ơi. Em đố mọi người biết là lợi ích của việc trồng cây là gì nè. Trồng cây sẽ gây rừng. Gì nữa? Trồng cây sẽ giúp những bầu không khí trong lành và xanh sạch đẹp hơn. Thật ra trồng cây còn có giúp ích cho sự cân bằng sinh thái nè mọi người. Dạ. Là tạo môi trường sống như các loài động thực vật ở đây nữa. Trồng cây sẽ chống cháy, giữ nước và chống xói mòn, chống sạt lở, với lại là chống lũ lụt nữa. Bên cạnh trồng cây thì sông Luân nên trồng gì? Trồng lại tính cách à? Đúng rồi. Còn Lâm trồng gì? Trồng lại răng của mình đi. Trồng lại răng gì ạ? Dạ rồi, đó. Qua nhà xuống. Dạ rồi. Cái gì vậy? Cái thằng bé này mày. Ai? Trời ơi anh Huy, tối giờ anh giặt cho em đó. Ok, yên tâm đi, mình phải tạo không khí thư giãn. Dạ. Vết bẩn này đừng lo, có Omo lo hết. Dạ. Anh về là anh chuyên gia đặt đồ mà. Anh chuyên gia đặt đồ đúng không? Đúng rồi. Còn lỗ nào nữa hai anh em mình trồng tiếp nè. Qua đây đi anh. Cố gắng sống nha mấy đứa. Cầu mong trời mưa, trời thương sức sống mãnh liệt của cây rừng. Mặt trời đã xuống núi. Thưa quý vị thân mến, như vậy là cái việc chúng ta trải nghiệm ngày hôm nay, các bạn trẻ có những bạn là lần đầu tiên, có những Quy là lần đầu tiên. Em lần đầu tiên. Em nhiều lần rồi. Thì cho nên mọi người thấy là chỉ trồng có 100 cây thôi mà nó đã rất là mệt. Bằng việc chúng ta leo lên leo xuống rồi lấy nước dưới suối. Trong khi đó vườn quốc gia mấy anh đây bảo tồn bao nhiêu chục năm nay và phải trồng liên tục như vậy thì nó quá mệt đúng không? Thì chúng ta trải nghiệm được cái công việc này đó. Nhiều khi trồng là một chuyện, phải nuôi dưỡng nó, bảo vệ nó. Nó là còn khó hơn nữa, nhất là vào cái mùa nắng mà không có nước nữa, đúng không anh? Nó khó khăn lắm. Thì ngày hôm nay chúng ta đã có một trải nghiệm rất là thú vị. Thì cũng xin phép thay mặt cho chương trình 2 ngày 1 đêm, em xin gửi tới 1.000 cây giống được không ạ? 1.000 cây giống để trồng cho khu vực này được không ạ? Quá là tuyệt vời. Dạ, đây là cũng là một cái phần để tạo ra một mảng xanh cho vườn quốc gia của mình. Và đây, Nguyễn Quy. Dạ đây. Hai. Em cũng xin phép là đại diện cho chương trình 2 ngày 1 đêm của nhãn hàng Omo gửi trao tặng cho vườn quốc gia Bạch Mã. Đó là số lượng cây giống là 1.000 cây giống để mà góp một phần nhỏ tạo ra màn trắng xanh Việt Nam chúng ta. Quá tuyệt vời. Vâng ạ, em xin gửi tặng ạ. Dạ vâng, đây ạ. Về phía vườn thì cảm cũng biệt loại gì hơn, rất chi là cảm động. Mà tôi thấy không biết các anh đã trồng cây nhiều chưa, nhưng mà tôi thấy trồng rất chi là tuyệt vời. Dạ. Đồng kỹ thuật thì không biết loại gì hơn. Đã bỏ sức trồng rồi còn tăng giống nữa thì thay mặt bên phía vườn rất cảm ơn với đoàn chương trình 2 ngày 1 đêm. Xin chào. Yeah. Đất này đó, hay quá, anh cảm ơn. 10 năm sau chúng ta trở lại, chúng ta sẽ thấy cái vườn cây này rất là to với 1.000 cây giống bự hoành tráng. Lúc đó sẽ dắt con cháu theo để tự hào. Ba trồng đó con. Wow. Thù biết rồi, không? 10 năm sau anh dắt vậy đó. Ôi cây lớn nhanh như thổi. Cây này là ngày xưa của Lê Dương Bảo Lâm trồng trong lúc súng răng nè. Trời ơi.
Và như vậy, với hai nhiệm vụ trồng cây và tưới nước, các bạn đã hoàn thành nhiệm vụ trồng rừng tại Vườn Quốc gia Bạch Mã. Do đó, chúng tôi quyết định sẽ trao tặng cho các bạn hai kim bài cuối cùng trong cuộc đua di sản. Chúc mừng tất cả các bạn! Yeah! Đây, em là người giữ kim bài. Làm điều tốt là có kim bài. Đúng. Lát nữa để chúng ta nhận thêm kim bài mà ban tổ chức đã xe cua sẵn, thì mời Lâm sẽ đại diện chương trình khiêng mấy cái máy quay lên trên kia giùm cho mấy anh quay phim. Yeah! À, và là lần cuối cùng em ở đây luôn. Dạ, ngày hôm nay tụi em tới vườn đã nhờ anh đưa đường chỉ lối và cũng hướng dẫn tụi em đã trồng được rất là nhiều cây. Cảm ơn Cảm rất là nhiều. Cảm ơn Cảm. Cảm ơn Cảm. Cảm ơn Cảm. Chào anh à, chúc anh sức khỏe ạ. Bây giờ xin mời các bạn cùng nhìn lại hành trình cuộc đua di sản mà các bạn đã trải qua, cũng như tổng kết xem các bạn đã nhận được bao nhiêu kim bài của chương trình. Hơn 4 giờ chúng tôi thức dậy từ sáng sớm tinh mơ tờ mờ. Chúng tôi có mặt tại Đại Nội vào lúc khoảng 5:30 và chúng tôi bắt đầu ghi hình. Và đội đầu tiên lấy được kim bài đó đội của mình. Đúng rồi. Không phải của em, à của mình đâu có em. Em, anh với anh Tuấn. Đúng rồi. Tại đâu ạ? Cung Trường Xanh. Và sau đó thì tất cả chúng ta tụ họp lại để xem Nhã Nhạc Cung Đình và tìm được một kim bài tiếp theo qua thử thách là đánh đàn và múa chung và hát cùng với các nghệ sĩ ở đó. Sau đó mình di chuyển đi đâu ta? Sau đó đến đấu trường. Lăng. À, mình đi đấu trường Hổ Quyền Voi Ré. Voi Ré. Nơi chúng ta gặp hai khách mời mà đến ngày hôm nay phải công nhận là có sự có mặt của họ là một sự không cần thiết nha. Đúng rồi. Anh để ý là từ lúc gặp họ là tụi mình không lấy được thêm kim bài. Lúc đó, từ lúc đó không lấy thêm kim bài nữa. Ngày hôm nay có nghĩa là chúng ta không có gọi là xuất sắc trong cái việc mà khám phá cái hành trình di sản, nhưng mà chúng ta đã mang lại cho quý vị giả một cái hành trình đầy cảm xúc. Đúng rồi. Và để ghi nhận nỗ lực của các bạn trong cuộc đua di sản, nên chương trình có chuẩn bị phần thưởng riêng dành cho các bạn nữa. Phần thưởng dành cho các bạn là phần thưởng cá nhân và theo tinh thần hên xui may rủi của chương trình. Mời mỗi người tự chọn cho mình một chiếc hộp. Dù tối hôm qua em uống ly trà hơi đắng, nhưng mà hôm nay em vẫn quyết định chọn số em yêu thích, số 4. Phát chọn số mấy? Phát chọn số 8. Phát gấp đôi à, gấp đôi. Gấp đôi. Không, tại vì 8, Phát là 8. Rồi, bé nhỏ, cơ đích. Em xin phép chọn số 7, số yêu thích của em. Rồi, số 1 là thấy điềm dữ rồi. Tuấn trước. Trà Cung Đình Huế. Hay vậy ta. Hay vậy ta. Tối nay là có trà uống nha. Rồi khỏi ngủ. Tới em. 2, 3. Wow. Mắm tôm chua. Mắm tôm chua. Mắm tôm chua. Mắm tôm chua. Phát à, mở ra. Ê. Ê. Giỏ không đó ông ơi. Ê! Hàng thiệt chứ không phải là hàng đậu cũ nha. Wow, okay. Dữ quá. Mở ra đi. Thì tự nhiên cái em hết muốn mở luôn á. Em nhớ qua mình ngủ trong phòng mình không? Dạ. Có điện thoại bàn nhớ không? Chứ không. Say. Trời ơi. Thấy anh chưa? Trời ơi. Trời ơi. Alo hả? Quên. Chưa bóc tem mọi người ạ. Có nghĩa là hàng thiệt. Siêu. Alo nghe anh Long ơi. Bà xài điện thoại gì vậy? À, của tôi là Samsung S22 Plus nha. Tôi cũng vậy nè, vậy thôi nha. Anh Long. Anh nha. Tôi su cà na rồi. Gục ngã xong, bưng thì đời mong. Nhà quá trời rồi còn cho chi này nữa, không biết. Nhà này nhiều lắm. Cho em đi anh cha. Rồi, tới em nha. Jennifer may mắn nha. Không, xui lắm. Jennifer hơn. À, giống Tuấn. Trời ơi, cặp đôi hoàn hảo. Anh em có trà uống. Hai cái bên đây là nghe tiếng giống nhau nè, bỏ cùng lúc luôn nha. Một, hai, ba. Đồ sửa xe. Ê, ok nha. Ở nhà hay uống trà nha. Một bộ trà, bình trà để uống nha.
Tuyệt vời. Có điểm nha. Trà là phải chơi với trà. Ấm rồi phải chơi với trà. Đúng rồi. Vô duyên phải chơi với... Kỳ quá. Cho anh kỳ quá. Ok nào mọi người, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau ghi dấu kỷ niệm ở đây. 1, 2, 3. Đưa 2 ngàn một đêm lên. Ok. Với sự có mặt của Song Luân và Liên Phát ngày hôm nay thì chúng ta rõ ràng thấy là nhiều tiếng cười hơn đã xảy ra đúng không? Vỗ tay cho hai bạn rất là nhiều. Cho em xin nói một lời, em rất là vui, hạnh phúc khi được tham gia cùng cuộc hành trình ngày hôm nay cùng trong hai ngày và một đêm cùng với mọi người. Dạ, và cần em biết là có nhiều khách mời xinh, nếu mà có thể cái chặng nào khổ quá, cực quá mà khách mời con gái yếu quá mà các anh cần con gái, em có thể giả đi với các anh được ạ. Đây kiếp ánh sáng đang thiếu người, bạn muốn vào hay không? Phát thì thấy là được đồng hành cùng với lại mấy anh em, mặc dù là cái sự góp sức của Phát với Song Luân chưa góp sức được quá nhiều, nhưng tuy nhiên được hòa với lại cái không khí này thì Phát thấy là mình có được rất là nhiều thứ, mình được biết thêm mỗi một cái nơi mình đi tới. Thì Phát hy vọng là được có cơ hội quay trở lại một lần nữa với lại 2 ngày một đêm. Yeah. Và Thảo báo cho Quýt Phan biết luôn là hồi nãy là bên ban tổ chức là chị đạo diễn đã nói nhỏ với Phát là mùa tới chị sẽ mời em, nhưng không biết thế ai. Chà, vậy là chắc chắn thế người súng răng. Anh Giang, là ban tổ chức có dự bị sẵn đó là 2 người 2 điện thoại là... Đúng rồi. Đúng rồi. Thôi giờ em trả lại cao luôn. Để cháu qua cháu lại. Nói chứ cũng cảm ơn tất cả ekip đã rất là vất vả trong 2 ngày một đêm vừa rồi, bởi vì hành trình này là hành trình di sản đi rất là nhiều nơi. Cảm ơn, vỗ tay cho các anh chị em ở đây được không ạ? À, cảm ơn ekip rất nhiều. Và cảm ơn quý vị đã rất là yêu thương chương trình. Chương trình này nó khó khăn nhưng mà chúng em coi đó là một cái trải nghiệm thôi, cho nên sẽ có những hình ảnh đẹp mắt và nhiều tiếng cười tới cho quý vị. Đây là chương trình 2 ngày 1 đêm tự do tự lo. Ai vậy chị? Trời ơi! Hồi nãy nè! Hồi nãy! Để vô! Có một lần thôi đó! Thôi ơi! Thương em! Thương em! Đánh bãi em! Cái nhò dài quá! Nghe ai vậy? Nghe ai vậy? Đó! Bày đặt! Chèo thiền, chèo chuồng! Ai vậy?